Xin chào các bạn đến với kênh Xương Rồng Channel. Các bạn hãy click đăng ký và bấm chuông để theo dõi những clip mới nhất của kênh nhé. Và bấm like để ủng hộ chúng tôi nha. Từ ảnh đế châu Á đến ông hoàng vai phụ TVB. Nhắc đến Khương Đại Vệ, khán giả yêu thích dòng phim võ hiệp của điện ảnh Hồng Kông thập niên 70 đều biết đến. Bởi ông chính là hình ảnh tiêu biểu cho những nhân vật kiếm khách lẫy lừng, tung hoành trên màn ảnh rộng. Khương Đại Vệ là một diễn viên của rất nhiều bộ phim Hồng Kông, ăn khách trong thập niên 70 và 80. Khương Đại Vệ tên thật là Khương Vĩ Niên, tên tiếng Anh là David Chiang Ragui, anh sinh ngày 29 tháng 6 năm 1947, tại Tô Châu, cha là Nghiêm Hóa, nam diễn viên nổi tiếng thập niên 40. Ông Nghiêm Hóa tên thật là Khương Khắc Kỳ, năm 1937 bắt đầu sự nghiệp đóng phim ở Thượng Hải. Năm 1942, khi tham gia phim điện ảnh Xuân, ông yêu và kết hôn với nữ diễn viên Hồng Vi, sinh được ba cậu con trai và một cô con gái. Cậu con trai thứ hai Khương Khương Niên và con trai thứ ba Khương Vĩ Niên chính là hai nam diễn viên Tần Bái và Khương Đại Vệ. Năm 1947, Nghiêm Hóa và gia đình di cư sang Hồng Kông. Trong vòng 3 năm, ông đóng hơn 20 bộ phim. Năm 1951, Nghiêm Hóa mất do bệnh ung thư, hưởng dương 33 tuổi. Chồng mất sớm, một mình Hồng Vi Tần Tảo nuôi dạy bốn đứa con thành người. Hồng Vi không phải là diễn viên nổi tiếng, bà chỉ đóng vai phụ, lúc không đóng phim, bà làm giáo viên dạy tiếng Quan thoại, thu nhập thấp nên không đủ trang trải chi tiêu cho các con. Do đó, khi Tần Bái được 6 tuổi, Khương Đại Vệ mới 4 tuổi, hai anh em họ đã đi đóng phim kiếm tiền phụ giúp mẹ, lấy nghệ danh Nghiêm Sương và Nghiêm Vĩ. Năm 1957, Hồng Vi tái hôn với nhà chế tác Nhĩ Quang, người sáng lập ra công ty điện ảnh Tân Thiên. Kết quả của cuộc tình mới đã sinh ra Nhĩ Đông Thăng, hiện là đạo diễn nổi tiếng ở Hồng Kông. Bộ phim đầu tiên Nhĩ Quang sản xuất là Thiên Thần Trên Đường Phố, quy tụ dàn diễn viên gia đình Hồng Vi, Nghiêm Sương, Nghiêm Vĩ, Nghiêm Tuệ em gái của Tần Bái và Khương Đại Vệ. Năm 1958, Nhĩ Quang thực hiện tiếp bộ phim Trẻ Lang Thang. Đây cũng là cuộc tổng động viên cả nhà cùng tham gia đóng phim. Ngoài đóng phim cho gia đình, Khương Đại Vệ còn là diễn viên nhí ăn khách, tạo được sự chú ý cho các nhà làm phim ngay, từ bộ phim đầu tay Xác Chết Trong Nhà Tắm, hợp tác với nữ diễn viên Âu Dương Sa Phi. Do lối diễn rất tự nhiên, không rụt rè, nên cậu diễn viên nhí Nghiêm Vĩ được lăng xê tiếp trong các bộ phim Cô Mai, Mùa Xuân Tươi Đẹp. Thời tiểu học, Khương Đại Vệ phải vừa học vừa đóng phim, vô cùng vất vả. Lên trung học, Khương Đại Vệ không còn hứng thú với việc học, bị lô băng hai lần, đến 17 tuổi mới tốt nghiệp trung học. Thế nên, Khương Đại Vệ quyết định nghỉ học đi tìm việc làm. Anh đã làm qua nhiều việc như nhân viên văn phòng, bán đồ cổ, song không có công việc nào ổn định lâu bền. Về sau, Khương Đại Vệ theo Tần Bái, sang Đài Loan làm tạp vụ trong công ty điện ảnh của Huỳnh Trác Hán, đồng thời theo đường dai, lưu ra lương tập võ. Sau này, khi đoàn làm phim Mỹ do Sam Webber sang Đài Loan quay ngoại cảnh, Tần Bái có một vai phụ trong phim và ông đã giới thiệu Khương Đại Vệ làm võ sư. Thập niên 1960 và 1970. Năm 1967, Khương Đại Vệ cùng Lưu Ra Lương trở về Hồng Kông thực hiện bộ phim Nói Tiếng Quảng Đông. Do ngoại hình nhỏ con, thấp người nên Khương Đại Vệ thường được mời đóng thế thân cho các nữ diễn viên. Một lần tình cờ, anh gặp được Đường Dai, và Đường Dai khuyên anh nên ra nhập hãng Sub Lao giờ làm cascader. Bây giờ, Đường Dai đang làm chỉ đạo võ thuật cho đạo diễn Trương Triệt. Lúc quay phim Kim Yến Tử, có một cảnh nhân vật phá cửa sổ, nhảy từ tầng 2 xuống. Khương Đại Vệ chỉ thực hiện một cảnh quay, khiến Trương Triệt rất hài lòng. Đạo diễn Trương Triệt hỏi Đường Dai, cậu thanh niên này là ai? Khi biết Khương Đại Vệ là con trai của Nghiêm Hóa, Trương Triệt tạo cơ hội giúp đỡ nhiều hơn. Bắt đầu từ năm 1968, Trương Triệt âm thầm đào tạo gương mặt trẻ triển vọng. Khương Đại Vệ và Địch Long là hai diễn viên sáng giá lọt vào mắt xanh của ông. Năm 1970, khi nam diễn viên Vương Vũ rời khỏi hãng phim Thiệu Thị, Trương Triệt ra sức nâng đỡ Khương Đại Vệ và Địch Long để thay thế. Trương Triệt mời Khương Đại Vệ ký hợp đồng làm diễn viên nhưng Khương Đại Vệ còn do dự, vì khi đó anh đang làm Long Hổ Võ Sư, thu nhập mỗi tháng 4.000, 5.000 HK đô la, cao hơn nhiều so với một diễn viên hợp đồng bình thường. Sau vài ngày suy nghĩ, Khương Đại Vệ cũng đồng ý ký hợp đồng 3 năm. Anh nghĩ mình xuất thân gia đình diễn viên, trong khi anh hai Tần Bái tạo được tiếng tăm ở Đài Loan, vả lại không thể suốt đời làm võ sư. Sau khi quan sát Khương Đại Vệ và Địch Long từ đầu đến chân, Trương Triệt phát hiện Khương Đại Vệ lãnh đạm, trầm tính còn Địch Long điển trai, cởi mở, nếu kết hợp lại, sự đối lập của họ thu hút được khán giả. Gương mặt tuấn tú của Địch Long rất thích hợp đóng vai đại hiệp,
còn vóc dáng phong trần, bốc đồng của Khương Đại Vệ lại phù hợp với các vai lãng tử. Tuy nhiên vì doanh thu phòng vé, chương trình ưu tiên cho Địch Long thủ vai nam chính trong các bộ phim Tứ Gia, Thiết Thủ Vô Tình, Hổ Mọc Cánh. Khương Đại Vệ chỉ thủ vai nam thứ 9. Chưa đầy một năm sau, Trương Triệt đã mạnh dạn giao cho Khương Đại Vệ đảm nhận vai nam chính trong phim Du Hiệp Nhi. Những doanh thu phòng vé của Tứ Giác và Du Hiệp Nhi không lạc quan lắm, may nhờ phim Bảo Tiêu kịp thời ra mắt cứu vãn tình thế, Khương Đại Vệ và Địch Long mới trở thành tiểu sinh, tên tuổi của hãng phim Thiệu Thị. Thừa thắng xông lên, Trương Triệt thực hiện tiếp loạt phim Báo Thù, Thập Tam Thái Bảo, Tiểu Sát Tinh, đều do Khương Đại Vệ và Địch Long đảm nhận vai trò diễn viên trụ cột. Năm 1970, Khương Đại Vệ đang ở HK đóng phim Thập Tam Thái Bảo, nhận được tin mình đoạt giải, anh không dám tin. Khi đoàn về Hồng Kông tận tay trao giải thưởng, anh mới tin đây là sự thật. Năm đó, Khương Đại Vệ chưa đầy 30 tệ. Sau khi nhận giải thưởng, bị dư luận chê cười là anh đế bị coi lại do chiều cao khiêm tốn của mình. Cũng vào thời gian đó, có tin đồn Địch Long đố kỵ Khương Đại Vệ được trao giải, giữa hai người xảy ra chuyện bằng mặt không bằng lòng. Nhưng rồi thời gian đã chứng minh, sự bất hòa giữa họ chỉ là tin đồn nhảm. Khi đạo diễn bộ phim Đầu Tay Kẻ Nghiện Ngập, Khương Đại Vệ đã mời Địch Long đóng vai chính. Đổi lại, lúc Địch Long đạo diễn phim Hậu Sinh, cũng mời Khương Đại Vệ cùng đóng vai chính với mình. Mùa thu năm 1970, công ty điện ảnh Ra Hòa thực hiện bộ phim Độc Thủ Đại Hiệp Đại Chiến Hiệp Sĩ Mù, do Vương Vũ và Thắng Tân Thái Lan hợp diễn. Hãng phim Thiệu Thị lập tức tìm đôi sách, một mặt kiện Ra Hòa xâm phạm bản quyền phim Độc Thủ Đại Hiệp, do Địch Long và Khương Đại Vệ thủ vai chính. Tháng 2 năm 1971, Độc Thủ Đại Hiệp Đại Chiến Hiệp Sĩ Mù và Tân Độc Thủ Đại Hiệp được trình chiếu cùng lúc, gây chấn động dư luận báo chí một thời. Còn nhớ năm 1968, khi Vương Vũ đóng phim Độc Thủ Đại Hiệp, Khương Đại Vệ vẫn còn là võ sư vô danh, không ngờ 3 năm sau, họ lại có dịp phân tài cao thấp. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là khi Vương Vũ và Khương Đại Vệ gặp nhau ở Đài Loan, kết thành bạn thân, họ hùng vốn thành lập công ty điện ảnh Vương Khương vào năm 1977, cùng đạo diễn và diễn xuất trong phim Độc Thủ Song Hùng. Năm 1973, nhờ bộ phim Phản Nghịch, Khương Đại Vệ đoạt giải nam diễn viên có cá tính nhất tại Liên hoan phim châu Á, sự nghiệp của anh tiến thêm một bước mới, các tin đồn tình cảm cũng xuất hiện liên tục. Sau khi đạo diễn thành công phim Kẻ Nghiện Ngập và Người Lạ Chuyện Lạ, Khương Đại Vệ cảm thấy rất có hứng thú với công việc chỉ đạo diễn xuất. Vào năm 1976, anh tự biên tự diễn bộ phim Xã Hội Đen Tử Tù. Thập niên 1980 đến nay, năm 1981, Khương Đại Vệ cùng em trai Nhĩ Đông Thăng thành lập công ty Nguyên Hanh, đạo diễn bộ phim Cố Mèo. Năm 1980, nhận lời mời của Chủ tịch Ban Quản trị truyền hình ATV Huỳnh Tức Chiêu, Khương Đại Vệ đóng vai Tẩn Tịnh trong bộ phim truyền hình Đại Nội Quần Anh. Sau thành công của bộ phim Đại Nội Quần Anh, Khương Đại Vệ tiếp tục đóng các phim truyền hình cho ATV như Võ Hiệp Đế Nữ Hoa, Hổ Phách Thanh Long, Hùng Ba Thiên Hạ. Từ đó ông dần dần chuyển hướng phát triển sang lĩnh vực truyền hình, trước sự suy thoái của dòng phim Võ Hiệp Nói Tiếng Quan Thoại. Năm 1993, Khương Đại Vệ chính thức đầu quân cho TVB, dù ở tuổi trung niên, nhưng ông vẫn là nam chính thứ nhất với bộ phim đầu tay đóng cho TVB là Anh Hùng Xạ Điều, Cửu Âm Chân Kinh, thủ vai Hoàng Dược Sư. Không chỉ thành công với dòng phim Võ Hiệp, Khương Đại Vệ còn chứng tỏ khả năng diễn xuất điêu luyện của mình với bộ phim Tâm Lý Xã Hội Số Phận Kẻ Siêu Phạm 1994, đóng cặp với Trần Tú Văn. Năm 1995, Khương Đại Vệ cùng gia đình di cư sang Canada, vì thế thập niên 90 số lượng phim tham gia của ông khá khiêm tốn, chủ yếu đóng phim để duy trì tên tuổi. Sau 10 năm bôn ba xứ người, Khương Đại Vệ cùng gia đình trở về Hồng Kông. Năm 2005, ông đóng bộ phim Sư Phụ Tôi Là Hoàng Phi Hồng cho TVB, nhưng ở tuổi ngũ tuần, ông đành chấp nhận với tuyến vai phụ. Sau võ thuật, Khương Đại Vệ từng gác mọi việc để cùng vợ, người gắn bó với ông suốt 45 năm, chống chọi bệnh ung thư đại tràng. Ngày 11 tháng 12 năm 2019, trang Apple Daily đăng loạt ảnh Khương Đại Vệ, 72 tuổi, Lý Lâm Lâm, 71 tuổi đời thường. Ông bà tay không rời tay khi đi thang máy, đi bộ trên phố Hồng Kông. Hai người quen nhau năm 1970 tại đám cưới đồng nghiệp, Khương Đại Vệ nảy sinh tình cảm với Lý Lâm Lâm từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lúc đó nữ diễn viên đã có bạn trai. Ông kiên trì chờ đợi cơ hội. Một năm sau, Lý Lâm Lâm chấp nhận tình cảm của Khương Đại Vệ. Sau một vài lần ly hợp, họ kết hôn năm 1974. Bà Lý Lâm Lâm từng đóng nhiều phim của TVB như Anh Hùng Vô Lệ, Thiên Long Bát Bộ 1982, Thập Tam Muội, Lã Tứ Nương. Tháng 10 cùng năm, con gái đầu lòng Khương Ý Lan chào đời. Sau này, vợ chồng ông còn sinh thêm một trai một gái. Khương Đại Vệ phụ trách kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt của gia đình, Lý Lâm Lâm chăm lo việc nhà. Trên Minh Bao, ông từng nói vất vả xong hạnh phúc vì các con ngoan ngoãn, gia đình đầm ấm. Năm 2007,
con gái Khương Y Lan kết hôn với diễn viên TVB Tào Vĩnh Liêm, sinh được một trai một gái, Khương Đại Vệ an hưởng tuổi già với chức ông ngoại. Năm 2011, bà Lý Lâm Lâm được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng, trải qua nhiều đợt hóa trị. Giai đoạn đó, Khương Đại Vệ ngừng mọi công việc để chăm sóc, động viên vợ. Hiện, sức khỏe Lý Lâm Lâm ổn định. Khương Đại Vệ cho biết sau lần vợ mắc bệnh hiểm nghèo, ông càng thấm thía tình nghĩa vợ chồng, cảm thấy không thể sống thiếu bà. Ông cho biết bí quyết giữ hạnh phúc gia đình là tránh làm tổn thương nhau. Chúng tôi đều từng nghĩ mình sẽ làm người kia thay đổi nhưng dần dần, chúng tôi nhận ra điều đó không thể. Thực ra tranh cãi cũng không sao, đừng làm tổn thương nhau là được, ông nói. Các con của Khương Đại Vệ đều trưởng thành, tự lo liệu cuộc sống bản thân, vì thế đôi vợ chồng thảnh thơi an hưởng tuổi già, vui vẻ bên con cháu. Ngoài 70 tuổi, Khương Đại Vệ thi thoảng đóng phim. Năm 2011, Khương Đại Vệ đóng cùng Lưu Tuyền, Mã Quốc Minh, Huỳnh Tông Trạch, Trần Pháp Lai, Lâm Ra Hoa, Huỳnh Hảo Nhiên trong phim truyền hình TVB Nữ Quyền, lọt top 10 phim ăn khách nhất của TVB 2011. Năm 2016, Khương Đại Vệ 69 tuổi nhưng ông vẫn giữ phong độ của đại hiệp tiêu biểu, chứ không nghỉ hưu. Khương Đại Vệ hiện nay chủ yếu đóng phim cho TVB, mỗi năm ông đóng 1-2 bộ phim cho đỡ nhớ nghề. Xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe và xem kênh YouTube Xương Dòng Channel. Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ chương trình mới nhất nhé.